Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu sẽ review cho cả nhà một căn nhà rất là đẹp tại phường Tân Quy. Với vị trí này thì cách đường lớn tầm khoảng chỉ khoảng hơn 3 đến 50 mét. Và đường trước nhà, hẻm trước nhà hiện tại là khoảng 4 mét. Và cách đường lớn rất là gần ha. Với diện tích của căn nhà là ngang 6 dài 12. Được xây dựng của căn nhà là một trệt, một lửng, hai lầu. Rồi bắt đầu mọi người cùng Phước Sửu đi chi tiết vào trong căn nhà này nhé. Bước vào trong tầng trệt thì được bố trí khá rộng rãi. Ở đây thì quý anh chị có thể là để xe máy rất là nhiều. Một không gian rất là mát mẻ. Và ở đây là mặt tiền của cái căn nhà này là hướng đông. Và gia chủ để lại cả những cái bàn thờ ông địa và tất cả một số trang thiết bị này, nội thất gần như là đầy đủ. Mọi người cùng theo chân Phước Sửu ha. Rồi, bây giờ là Phước Sửu đi vào trong cái gian phòng ngủ tầng trệt. Với tầng phòng ngủ tầng trệt này thì ví dụ gia đình có người già hay là người mà khó leo cầu thang thì đây là một cái phòng rất là tiện lợi. Và đặc biệt trong phòng này là gần như full tất cả nội thất, có cả hệ thống tivi ha, cáp internet từng phòng. Và đặc biệt ở đây thì có một cửa sổ lấy ánh sáng và không khí từ cái giếng trời phía sau. Trong cái phòng ngủ đầu tiên ở tầng trệt thì ở đây là một cái toilet. Một toilet thì khá đầy đủ. Chủ nhà này xây dựng thì sử dụng rất là nhiều thiết bị vệ sinh cao cấp. Như mọi người nhìn thấy ha, khá đầy đủ. Và có một vòi tắm massage đầy đủ nha cả nhà. Rồi, cùng với Phước Sửu khám phá căn nhà nó có độ thông thoáng như thế nào. Đây, phía sau là một cái phòng vệ sinh nhỏ đánh răng rửa mặt. Và có một cái hệ thống giếng trời từ trên cao xuống nha cả nhà. Nên nó là lấy ánh sáng và lấy gió rất thoáng cho những căn phòng của căn nhà này. Rồi, mọi người cùng với Phước Sửu bắt đầu di chuyển lên tầng 1 tầng lửng để khám phá căn nhà với vẻ đẹp như thế nào ha. Tất cả hệ thống cầu thang ở đây thì chủ nhà được lót đá hoa cương gọi là khá đẹp luôn. Và hệ thống tay vịn là gỗ đỏ, gỗ gõ đỏ. Và ở đây là có là lắp kiến cường lực đầy đủ nên căn nhà khá sang trọng. Ở đây thì chủ nhà để lại một số trang thiết bị nội thất là gần như là đầy đủ. Có những hệ thống tủ trưng bày nè. Rồi riêng cái tầng lửng này đã có chừa sẵn là hệ thống lắp máy lạnh luôn rồi. Nên là quý anh chị khi mà thuê vào thì coi như có thể lắp gian phòng lửng này thành một phòng. Đây là hệ thống bếp ha. Khá đầy đủ. Và đặc biệt ở đây thì chủ nhà đã lắp những cái hệ thống bếp điện và những cái hệ tủ khá đầy đủ, rất rộng rãi. Có cả tủ lạnh, bàn trưng bày rượu và hệ thống bàn ăn. Phía sau là một cái giếng trời và một cái toilet sử dụng chung ở đây ha. Rồi, mọi người cùng theo chân Phước Sửu để khám phá tầng 1 của căn nhà ha. Bắt đầu mọi người nhìn thấy là mỗi phòng là chủ nhà này là thiết kế mỗi phòng là một đồng hồ điện riêng luôn. Nếu quý anh chị thuê căn nguyên căn nhưng mà muốn share phòng lại thì rất là dễ quản lý về điện của từng phòng. Đây là phòng thứ 2 của tầng 1. Và có toilet bên trong và có một cái giếng trời phía sau. Và bây giờ mình khám phá gian phòng rộng nhất gọi là bedroom ha. Một gian phòng rất là rộng. Ở đây thì gần như cửa sổ full toàn cảnh luôn. Và có giường nệm và có một hệ tủ âm tường rất là rộng rãi. Nên là tha hồ chứa đựng quần áo ở đây. Đây là có máy lạnh hai ngựa và có hệ internet từng phòng, có kệ tivi đầy đủ nha cả nhà. Và điều đặc biệt là một cái toilet rất là rộng luôn cả nhà. Trong toilet thì chủ nhà lắp đầy đủ tất cả trang thiết bị vệ sinh và sử dụng một hệ
thống mà trang thiết bị vệ sinh khá cao cấp. Bây giờ là mình đi lên phòng tầng 2, gồm có một phòng ngủ nữa, là tổng cộng là 4 phòng ngủ và một phòng thờ và một sân thượng rất là rộng rãi ha. Rồi bây giờ bắt đầu mình tìm hiểu cái phòng ngủ thứ tư nó sẽ mát mẻ và thông thoáng như thế nào. Khi vào phòng ngủ này thì đã có đầy đủ máy lạnh, máy quạt và có giường ngủ gỗ đầy đủ ha, có tủ quần áo. Đây là hệ thống vệ sinh và một cửa gọi là vừa gọi là thoát hiểm, vừa là lấy ánh sáng và gió tự nhiên, không cần mở máy lạnh nhiều. Tất cả ở đây là cửa, hệ cửa đều là gỗ đỏ hết toàn bộ nên cực kỳ cao cấp. Và phía trước là một gian phòng thờ khá rộng rãi. Chủ nhà để lại tất cả gian phòng thờ. Đây là phòng thờ cho Bồ Tát và đây là phòng thờ cho gia chủ luôn. Thì mình có thể là thay đổi. Và phía trước là một cái tầm view rất là đẹp nha cả nhà. Một cái sân thượng rất là đẹp. Ở đây là ví dụ như mà cả nhà mà sử dụng mà đông người thì có thể làm tiệc barbecue hay là trồng rau. Và ở trên, riêng ở trên có một cái hệ thống máy lọc nước, chủ nhà đã lắp khoảng là 6-70 triệu, nên cái hệ thống nước lọc ở đây cực kỳ yên tâm về chất lượng. Và một cái tầm view rất là đẹp. Với tầm view này thì mình nhìn về phía hướng Quỳnh Tấn Phát, nhìn ra sông Sài Gòn. Và phía bên tay phải của Phước Sửu là tòa nhà Landmark 81, tòa nhà hình búp sen. Gần như ở đây là xem về bắn pháo hoa toàn cảnh của Sài Gòn, là một vị trí cực kỳ đắc địa. Còn phía bên tay phải của Phước Sửu là Vinhome Central Park. Với không gian này là hướng đông, rất là mát mẻ và cách đường xe hơi chỉ tầm khoảng 50 m. Thì quý anh chị khi mà sở hữu căn nhà này thì có thể cho thuê dài hạn, và đặc biệt là có thể là chia tách phòng ra cho thuê được luôn. Quý anh chị cần thêm thông tin hãy inbox ngay cho Phước Sửu, để Phước Sửu đã giữ chìa khóa của chủ nhà và có thể hỗ trợ dẫn quý anh chị đi xem đầy đủ về căn nhà này nhé. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.